Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ truyện có tên Nhìn như Boss nhưng lại đáng tin cậy. Mở đầu bộ truyện, đây là một thế giới ngự thú, nơi mà cả sủng thú và con người cùng tồn tại. Ở đây, sở hữu sủng thú mạnh mẽ và quý hiếm có nghĩa là có tất cả. Chúng có thể hô mưa gọi gió, trong phút chốc có thể hủy thiên diệt địa. Mà đứng trên đỉnh phong của thế giới này là một thiếu niên tên là Tô Lượng. Bởi vì sủng thú ký sinh ở trong cơ thể cậu ấy được gọi là Nguyệt Thần Thiểm Điệp. Đó là quái thú mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không chỉ có thể xoay ngược thời gian và không gian, đảo ngược nhân quả, mà thậm chí còn có thể vĩnh sinh bất diệt. Mà càng nhìn ngắm kỹ hơn chính là đôi mắt của cậu ấy, vầng trăng trong đồng tử của cậu ấy tỏa ra một ánh sáng chói lọi. Sự lưu luyến, ân sủng và yêu chiều của Nguyệt Thần đều được tái hiện trong đôi mắt của cậu ấy. Cậu ấy chính là Nguyệt Chi Vương của thế giới này, được vô số người sùng bái và kính ngưỡng. Đúng là quá lợi hại rồi, dựa vào những con quái thú truyền kỳ và ngoại hình đặc biệt để đạt đến đỉnh cao của thế giới và ngồi trên hàng trăm vạn tín đồ, còn có chuyện gì lợi hại hơn chuyện này không? Không, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn còn chuyện lợi hại hơn, đó chính là Nguyệt Chi Vương Tô Lượng, lại chính là bản thân mình. Đúng vậy, vị thiếu niên này chính là Tô Lượng, vài tiếng đồng hồ trước đã xuyên không từ địa cầu thế kỷ 21 đến thế giới ngự thú này, đồng thời cũng nhận được những mảnh ký ức của nguyên chủ. Bởi vì Nguyệt Chi Vương này không ai có thể địch nổi, trong lúc ngủ không cẩn thận bị ngã khỏi giường, cứ như vậy mà bị ngã nghèo rồi. Nếu như vừa xuyên không đã là lúc thiên hồ bắt đầu, vậy dĩ nhiên là may mắn từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, Tô Lượng sau kiểm tra hệ thống thì phát hiện ngự thú sư, Tô Lượng 1 sao, sủng thú kèm theo, Thiểm Quang Điệp, Nguyệt Quang cấp thấp, chưa xác nhận khế ước sủng thú. Sau khi kiểm tra thông tin là tiếng hét của Tô Lượng, a, sủng thú của Nguyệt Chi Vương, đờ mờ, căn bản không phải là Nguyệt Thần Thiểm Điệp đặc biệt như trong truyền thuyết mà. Tột cùng, của sự bất lực là những thông tin ảo ma cắm sâu vào tâm can của cậu ấy. Lừa người mà, đây cũng nhầm lẫn quá rồi à. Tuy nhiên, thực ra nguyên chủ không hề lừa người, cậu ấy thực sự cho rằng bản thân rất mạnh, đồng thời tin rằng Thiểm Quang Điệp là hóa thân của thần thú, khi bản thân rơi vào huyễn cảnh sẽ là lúc hiện rõ nguyên hình. Trích dẫn từ câu cửa miệng của Nguyệt Chi Vương tự phong, chỉ cần tin tưởng thì sẽ tiến đến gần, bên dưới là các thiếu nữ mọng nước đang tung hô cậu, a, Nguyệt Chi Vương đẹp trai quá. Thậm chí đối mặt với Thượng Nguyệt Đại Đế, ngự thú sư 8 sao, cũng chưa từng có chút dè dặt nào, là uy phong bá khí như thế nào chứ? Nếu không phải nhìn thấy bảng sủng thú của mình, nói không chừng mình đã thật sự tin rồi. Bỏ đi, tóm lại cứ xem sủng thú của mình trước đã. Thiểm Quang Điệp, wow, đáng yêu quá đi, nhưng nhìn vào chỉ số thì Tô Lượng lại thở dài. Hai già, không có tác dụng gì cả. Làm sao đây, đừng nói đến lời hẹn khiêu chiến Thương Nguyệt Đại Đế 3 năm sau. Đến tinh anh của học viện mình còn không đánh lại, nếu như không có bàn tay vàng. Trong 3 năm vượt qua Thương Nguyệt Đại Đế, căn bản chính là điều viễn vông. Đợi đã, nói đến bàn tay vàng, hình như là có thật. Độ sâu ký ức của nguyên chủ có một thứ thần bí như vậy, không biết từ đâu mà có, hình như là rất kỳ quái. Hình như nguyên chủ cực kỳ bài xích nó. Tên của thứ này là Nguyệt Chi Thư. Đây là họa thư về kỹ năng của sủng thú ư. Bên trong là rất nhiều kỹ năng của các loại sủng thú khác nhau. Hóa ra là vậy, chỉ cần trong hiện thực, động vào những sủng thú ở trong họa thư này, họa thư sẽ bị kích động. Khi họa thư thu thập đủ giá trị và số lượng nhất định, sẽ giống như trò chơi bốc thẻ vậy, bốc được một sủng thú phẩm cấp không ổn định. Có sinh vật chí tôn Nguyệt Thần Thiểm Điệp nữ ư? Mà nguyên nhân nguyên chủ bài xích Nguyệt Chi Thư như vậy là vì Nguyệt Chi Thư phủ nhận tất cả những gì mà cậu ấy tin vào việc bản thân sở hữu Nguyệt Thần Thiểm Điệp. Không thể tin được, nhưng mà ở đây là học viện Nguyệt Quang Ngự Thú, chỗ nào cũng có Nguyệt Quang hệ sủng thú, muốn đụng phải thì quá đơn giản rồi. Trước tiên phải tích góp 10 lần bốc thăm trước đã, không khéo còn có thể bốc ra được Nguyệt Thần Thiểm Điệp thì sao, ha ha ha. Cuộc chiến 3 năm vẫn còn sớm, chuyện cấp bách bây giờ là tránh tất cả ánh mắt của mọi người, mau chóng trở nên mạnh hơn. Tại khu ký túc xá cao cấp của học viện Nguyệt Quang Ngự Thú, có hai cô nàng tên Tô Cảnh và Bạch Duyệt Nhi. Bạch Duyệt Nhi đang cho chú thỏ đáng yêu ăn cỏ thì bị Tô Cảnh mắng. Bạch Duyệt Nhi, cậu suốt ngày đút thức ăn cho mấy sinh vật cấp thấp này, nhỡ đâu bọn nó thật sự dính lấy cậu thì làm thế nào? Yên tâm đi Tô Cảnh, mình đương nhiên sẽ không ký kết khế ước với Nguyệt Quang thỏ cấp thấp, chỉ là chơi chút thôi, không có gì đâu. Sao lại không có gì chứ? Cậu là tinh anh của học viện, nếu như dính quá nhiều mùi tạp nham thì sẽ không thu hút được những sủng thú lớn mạnh nữa. Nguyệt Chi Vương chưa từng tiếp xúc với những sủng thú bình thường, đừng nói đến mấy thứ linh tinh cao cấp, cho dù là sủng thú cấp chí tôn đi qua, cậu ấy cũng không nhìn lấy một cái. Tô Cảnh tiếp tục luyên thuyên, nhất định là Nguyệt Thần Thiểm Điệp ghét mùi của sâu bọ. Bé thỏ nghe mà muốn chửi thề trong lòng, bé mà chửi được là bé chửi cho bà sợ mà đi về rồi. Trong lúc ấy thì Tô Lượng bất ngờ đi ngang qua và bị hai cô nàng, Tô Cảnh và Bạch Duyệt Nhi tình cờ nhìn thấy.
Bạch Duyệt Nhi đỏ mặt e thẹn, còn Tô Cảnh thì trứng đã rụng muốn hết luôn rồi. Đôi mắt vầng trăng tràn đầy uy lực, chỉ nhìn một cái đã khiến người khác không tự chủ mà muốn đẻ con rồi, à là triệt để thuần phục. Trong khi ấy nội tâm của Tô Lượng đang gào thét, vãi, tai mèo, mắt thú ư. Lẽ nào là người và sủng thú làm chuyện ấy? À không đúng, con người của Nguyệt Chi Vương là không tiếp xúc quá nhiều với sủng thú, mình vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn. Nghĩ xong, Tô Lượng liền quay người rời đi, để lại bé thỏ và hai nhỏ con gái nhà người ta lân lân hết cả người. Chuyển cảnh Tô Lượng đến Nguyệt Lượng quán, hóa ra đây chính là Nguyệt Lượng quán. Số lượng sủng thú cấp thấp trong quán nếu như mở khóa toàn bộ, có lẽ mình có thể tiến hành một lần bốc thăm rồi. Vừa bước vào trong, Tô Lượng đã bất ngờ khi tiếng hệ thống vang lên. Sủng vật mới đã được mở khóa, tăng thêm danh sách trong họa thư, Nguyệt Nguyên Tố, Nguyệt Quang cấp thấp, Ấu Nguyệt Hồ, Nguyệt Quang cấp thấp, Huỳnh Quang Hoa, Nguyệt Quang cấp thấp, Nguyệt Linh Tước, Nguyệt Quang cấp thấp, Nguyệt Ảnh Thử, Nguyệt Quang cấp thấp, kỹ năng chiến đấu, đánh lén, Nguyệt Lượng Ngư, Nguyệt Quang cấp thấp, Nguyệt Chi Thư. Vậy mà có thể tìm ra những tin tức và kỹ năng chiến đấu cụ thể ư? Không hổ là bàn tay vàng mà, bỗng dưng lũ Nguyệt Quang thú cấp thấp giật mình chạy đi. Hình như phía trước có gì đó đáng sợ thì phải, thì ra là một cánh cửa. Ở đây yên ắng như vậy, sủng thú cấp thấp cũng không dám đến gần. Xem ra ở đây có lẽ là một lãnh địa của sủng thú trung cấp. Tô Lượng mở toang cánh cửa ra và bất ngờ khi bên trong là một sủng thú cực kỳ lộng lẫy. Đây là một con nai ư? Tô Lượng mở bảng hệ thống sủng thú lên kiểm tra. Thông tin sủng thú, Bạch Hoa Lộc, sủng thú Nguyệt Quang hệ trung cấp, Bạch Hoa Lộc sở hữu vẻ đẹp có 102, trong các sủng thú trung cấp, cho dù ở cả thế giới sủng thú cũng không gặp nhiều, tính cách ôn hòa, thích ăn cỏ, đặc biệt thích tắm dưới ánh trăng, sủng tộc này cực kỳ kén chọn bạn đời cho nên số lượng hiện nay cực kỳ hiếm, chỉ có Nguyệt Thần Cung là còn lưu giữ được cơ sở nhân giống Bạch Hoa Lộc thực sự. À cái này, không đến mức vậy chứ, chỉ là một con động vật mà thôi, có cần phải khoa trương như vậy không? Bên cạnh Tô Lượng có hai thiếu niên đang nói chuyện. Vãi, Nguyệt Lượng quán không phải là mở cửa miễn phí sao? Sao lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để nuôi một sủng thú trung cấp chứ? Tôi chưa từng thấy những sủng thú khác được đãi ngộ như vậy, có phải nguyên nhân là nhan sắc không? Câu xem Bạch Hoa Lộc kia đẹp như vậy, có sinh ra một loại cảm giác tôi có thể không? Nói không chừng người có tiền nào đó lại thích như vậy. Ý của tôi cũng không phải cứ là đối tượng, nhưng mà cậu hiểu. Nói đến đây, thì thanh niên kia nhận ngay một thác nước đến từ vị trí của Bạch Hoa Lộc. Bé có vẻ nghe hiểu lời thanh niên kia nói xấu mình nên đang rất giận dữ. Hai thanh niên liền cắm đầu chạy đi. Không phải chứ, lẽ nào nó có thể hiểu chúng ta nói chuyện? Ai biết chứ, nghe nói một số sủng thú trung cấp có linh trí rất cao, sẽ nghe hiểu lòng người, tóm lại vẫn nên chuồn thôi. Tô Lượng ở gần đó thì suy nghĩ, tiểu lộc này quả thực là rất kinh diễm, sẽ sinh ra ý nghĩ tôi có thể cũng không phải không đúng, cuối cùng cũng biết nhiều con lai như vậy là từ đâu mà ra rồi. Bỗng nhiên Tiểu Hoa Lộc và Tô Lượng chạm mặt nhau, Tiểu Hoa Lộc chợt nhận ra điều gì đó, rồi chậm chậm bước lại gần áp sát vào Tô Lượng, mắt chạm mắt, Nguyệt Chi Thư bỗng phát sáng và hiện lên thông báo, sủng thú mới đã được mở khóa, số lượng trong sách đã tăng lên, Đạp Vân Hoán Nguyệt, Chí Tôn Nguyệt Quang. Tô Lượng chấn kinh, đây sao có thể chứ? Không phải Mai Hoa Lộc gì cả, mà đây là một sủng thú cấp Chí Tôn, đủ để phá hủy thành phố và đất nước sao? Sủng thú cấp Chí Tôn là sự tồn tại của Chí Tôn một phương, thống lĩnh vạn thú. Chỉ cần tung ra một uy hiếp đã có thể khiến một sinh vật nhỏ bé sống không bằng chết, mà một khi phát điên, khu vực trong vài trăm mét đều có thể bị săn bằng. Tại sao loại sủng thú đáng sợ như vậy lại có thể xuất hiện ở một học viện được chứ? Tất cả trường học để có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào, đợi đã, bình tĩnh trước đã, nếu sủng thú cấp Chí Tôn này đã có thể an nhàn ở đây, cũng có thể tính tình của nó ôn hòa. Trường học biết nó sẽ không tùy ý đả thương người khác, nếu không hai học sinh vừa nãy đã không thể chỉ đơn giản bị hát nước như vậy rồi, nhưng mà cũng không thể loại trừ người ta là muốn giả heo ăn thịt hổ. Cũng giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết, rõ ràng có thực lực nghịch thiên nhưng cứ ẩn giấu giả làm kẻ ngốc mắc kẹt trong đó, không giống mình mới là thực sự thảm, yếu đuối đáng thương lại bất lực, chỉ có thể dựa vào mặt để dọa người, ủa là dọa dữ chứ á? Bỗng Tô Lượng phát hiện ra điều gì đó, Bạch Hoa Lộc nhìn vào bảng thuyết minh rồi lại nhìn vào mặt của Tô Lượng, như muốn nói điều gì đó. Tô Lượng nghĩ, hóa ra mày cũng biết bảng thuyết minh của mình không đúng. Này đợi đã, không phải nó định tấn công mình đó chứ? Lẽ nào là đứng quá lâu khiến nó nhận thức được thân phận của mình, khả năng đã bị bại lộ. Tô Lượng bèn nghĩ ra kế định hot, quay người đi và nói, ai ra, Bạch Hoa Lộc trung cấp này thật đẹp quá đi, mình đã sơ ý mà nhìn quá lâu rồi ha ha ha. Nói là vậy nhưng nội tâm Tô Lượng thì không ngừng gào thét, không cần biết hung thú này tại sao lại ở đây. Tóm lại mình không muốn bị lợi dụng, Tô Lượng giả vờ nhìn ngắm phong cảnh rồi lặng lẽ chuồn đi.
đóng cửa ầm một cái rồi phóng đi như một cơn gió. Bạch Hoa Lộc, à không phải gọi là Đạp Vân Hoán Nguyệt Chí Tôn Thú, bên trong thì đang suy ngẫm, người vừa rồi, hoa văn của đôi mắt đó, rốt cuộc hắn ta là ai? Ngẩn ngơ một lúc rồi Bạch Hoa Lộc bước đến nơi chiếc giường của mình, lục lọi lấy ra một thứ gì đấy, ùa mà khoang, dừng khoảng chừng là 2 giây, thì ra đây mới là nhân dạng thật sự của Đạp Vân Hoán Nguyệt, lại còn sử dụng điện thoại nữa chứ. Cô ấy bắt đầu lên Google search vào ô tìm kiếm từ khóa, con người có ánh mắt giống như vầng trăng, top một kết quả hiển thị là mấy anh em ở trong Funny Studio. Cô nàng bồng hoàng hốt thốt lên, hắn ta là hết phần 1, hẹn gặp lại mọi người ở phần 2 nhé.